bên ngồi. Sao? Tiền mày nợ tao vừa vốn vừa lời, tới ngày hôm nay 60 triệu, chừng nào trả mày? Cái gì mà dữ vậy? Tôi mượn anh chỉ có 30 triệu, bây giờ anh nói là 60 triệu, sao dữ vậy? Ngay từ đầu tao đã nói trước với mày mà, tao đâu có ép mày đâu. Mày nên nhớ nghe, cái lúc đó mày đến mày năn nỉ tao, mày òn ỉ, mày gian xin. Bây giờ không có tiền, mày nói chuyện lật lọng hả? Mày muốn xù phải không? Mày nói đi. Không phải là tôi muốn xù, tôi biết, nhưng mà tôi không có nghĩ là lãi cao như vậy. Thôi được rồi, một tháng nữa tôi sẽ trả anh 35 triệu, coi như là dứt nợ được không? Mày giỡn mặt với tao hả mày? Bây giờ tao gia hạn cho mày 3 ngày nữa được chưa? Mày không đủ 60 triệu đó, mày đừng có trách tao ác với mày nghe chưa? Tao nói cho mày biết, có hai thằng nó chuyện ngang ngược cái kiểu của mày đó, để xù nợ tao. Cuối cùng mày biết nó làm sao không? Bị đốn hai cái cặp giò. Còn mày, mày liệu hôn mày đó. Chú ơi, chú ơi con lại chú. Chú làm ơn đi, chú làm ơn chú tha cho ba con đi chú. Ba con làm gì có tiền nhiều để mà trả cho chú. Chú thấy rồi đó, nhà con nghèo lắm chú ơi, nhà con không có tiền đâu. Con hứa với chú, con sẽ làm công trả nợ cho chú nha chú. Chú tha cho ba con nha. Tao biết ở đây cũng đâu phải là nhà của mày, mày thuê của bà Tư với giá rẻ chứ gì. Thậm chí có tháng bà thấy mày nghèo khổ quá, bà cho mày thiếu. Bà khác, tao khác mày. Đây là mày đi mượn nợ, tiền của tao mà. Nợ là phải trả nghe mày, không có chơi cái kiểu đó với tao được đâu, nghe chưa? Ê, công nhận mày có đứa con gái đẹp chứ. Tao tính vậy nè, nếu như mày không có tiền trả cho tao á, thì coi như mày cứ giao nó cho tao xài thời gian đi, được không? Ba ơi. Bây giờ ông đi ra khỏi nhà tôi, tôi nói cho ông biết, đúng một tháng nữa tôi sẽ trả nợ cho ông, và không bao giờ có cái chuyện đó đâu. Tao không có giỡn với mày nghe. Tiền của tao không phải là mớ giấy lộn nghe. Tiền của tao không phải lượm dưới đất lên mà xài nghe. Nên nhớ, mồ hôi nước mắt của tao đó nghe chưa. Thôi khỏi vòng vo, dứt điểm với mày nè. 10 ngày nữa tao quay trở lại đây. Mày không có tiền đưa ra để trả lại tao, mày có lên trời cũng không thoát khỏi tay tao đâu. Mày nhớ nghe chưa. Ba ơi, ba ơi, ba đâu rồi ba? Ba ơi, ông đi rồi hả ba? Ba ơi, ông đi chưa? Ông đi rồi, không sao đâu con à. Ba sẽ mượn tiền trả nợ cho người ta, không sao đâu. Ba ơi, sao ba nói dối con hả ba? Sao ba nói dối con vậy ba? Sao ba lại mượn nợ người ta? Tại sao ba nói với con là ba trả tiền viện phí cho con xong hết rồi, giờ ba lại đi mượn nợ người ta nhiều tiền như vậy? Tiền đâu mà mình trả hả ba? Con hại chết ba rồi. Con xin lỗi ba. Ba ơi, con xin lỗi ba. Con à, con không có lỗi gì đâu. Tất cả là lỗi của ba. Ba bất tài vô dụng, ba không kiếm được tiền nên không lo cho con được. Con xin lỗi ba. Ba ơi, nín đi đừng khóc nữa con. Bây giờ làm sao đây ba? Tiền đâu mình trả nợ ba? Tiền đâu mà mình trả? Nín đi con. Tiền đâu mà mình trả hả ba? Đến đi. Dạ chào anh chị. Anh chị cứ để xe ở đó, chút nữa bảo vệ sẽ dẫn vô. Ok. Dạ mời anh chị vô. Mình vô đêm. Dạ. Dạ mời anh chị. Cảm ơn. Mời anh chị. Cảm ơn em. Dạ. Em ơi,
Em mời anh chị chọn món ạ. Thôi em thích ăn gì á, em cứ gọi đi, thoải mái. Thôi anh gọi đi. Cũng được. À, em ghi giùm anh nha. Dạ. Cho anh một phần cánh gà chiên nước mắm, một phần tôm cuộn khoai tây, với lại thêm một cái chả giò tứ xuyên nữa. Lan ơi, nếu như mà anh còn món nào mà em không thích á, em cứ nói nha. Còn em muốn ăn thêm món gì á, em cứ gọi thêm đi. Thôi đừng có gọi nữa, nhiều lắm rồi. Vậy thì bây giờ em muốn uống gì? Em uống nước cam. Em uống nước cam ha. Dạ. Em ơi, order cho anh thêm một ly nước cam với lại một lon bia nữa. Cảm ơn dạ, em. Dạ. Anh chị đợi chút ạ. Ừ. Tới lâu chưa? Dạ, chào đại ca. Đại ca hẹn em gấp như vậy, chắc là có chuyện quan trọng hả đại ca? Mày làm việc tốt lắm. Cầm tiền, đủ con bột của mày đi biển chơi vài ngày đi. Dạ, cảm ơn đại ca. Có gì tao sẽ liên lạc sau. Làm với đại ca phi vụ này, em thấy ngộ ngộ sao á. Ủa sao kỳ vậy đại ca? Theo dõi mà để cho người ta biết mình theo dõi, làm sao có kết quả đại ca? Vậy mày theo dõi mấy ngày nay mày không hiểu hả? Dạ không. Sao mày ngu quá vậy? Tao muốn khủng bố tinh thần của nó. Mục đích là để cho đối tượng sợ hãi, nghĩ rằng mình sắp bị thanh toán. Ai vậy đại ca? Chắc là bằng đảng nào muốn qua mặt đại ca phải không? Bằng đảng nào? Mấy hôm nay mày theo dõi mỹ nhân mà mày không biết gì hết hả? Rất đơn giản, tao muốn sử dụng kế anh hùng cứu mỹ nhân. À, em hiểu rồi. Công nhận là mỹ nhân thiệt. Đó là người mẫu mà. Đúng là người mẫu đẹp giá mang. Giá mà là của em á thì biến nhanh đi, tao đá mày bể mặt bây giờ. Biến. Thôi cảm ơn đại ca, chào đại ca. Dạ em gửi. Em cứ giữ nó đi, khỏi phải thối anh. Dạ. Dạ, cảm ơn anh. Ừ. Đợi anh xíu nha. Cô quay, cô quay, cô quay. Ủa ai gọi mà sao anh không nghe máy? Không có gì đâu em. Số lạ thôi à. Bây giờ mình đi mua sắm đi ha. Mà mình đi mua sắm ở đâu anh? Đi theo anh đi, rồi em sẽ biết. Dạ. Đi em. Tại sao anh không nghe máy của mình chứ? Lan, em thích nhẫn đúng không? Dạ. Nếu như mà em thích nhẫn á, mình qua quầy bên kia đi, bên kia có bán nhiều nhẫn đẹp lắm đó. Thiệt hả anh? Thiệt, đi. Ở đây dây chuyền tụi em có rất là nhiều kiểu. Anh chị thích kiểu nào mình có thoải mái lựa chọn nha. Wow, cái này đẹp quá à. Đẹp thiệt.
nè anh, chiếc này nè, lấy giùm em chiếc này đi chị. Dạ. Dạ đây ạ. Em cứ lựa thoải mái đi, em thích cái gì á thì mình lấy cái đó, em đừng có lo. Anh mua tặng em thiệt hả? Ừ, đương nhiên rồi, anh mua tặng em mà. Em cứ lựa đi. Cảm ơn anh nha. Đẹp không? Rất đẹp. Đẹp lắm đó chị. Đẹp quá. Anh thấy đẹp lắm. Anh mua chiếc này cho em nha. Ok em. Dạ, anh chị đợi em xíu. Làm ơn. Em cảm ơn anh. Không có gì đâu. Nè cậu, có thùng rác đàng hoàng sao cậu không bỏ vô quăng bừa vậy? Xin lỗi nha. Cầm tiền, mua khăn giấy là mặt đi. Rồi tới nơi lui cũng chỉ cần tiền thôi chứ gì. Nè cậu, đẹp không? Wow, đẹp, rất là đẹp luôn. Đúng là em mặc cái gì cũng đẹp hết trơn á. Vậy lấy cái nào bây giờ ta? Lấy cái nào cũng được mà. Vậy chị gói cho em hai cái luôn nha. Dạ. Hả? Hai cái luôn hả? Sao anh? Đâu có. Hai cái thì hai cái. Em có hai cái. Cảm cho ơn anh nha. Có gì dạ. Đâu. Dạ anh chị đợi chút. Gửi liền cho anh đi em. Sao giờ này bà chủ chưa ăn cơm nữa? Đồ ăn nguội hết rồi. Tôi đợi hai cha con về ăn chung cho vui. Chị cứ đi làm việc của chị đi. Khi nào cần tôi sẽ gọi. Dạ. Em dừng ở đây đi. Em sao vậy? Cứ để anh đưa em vô nhà đâu có sao đâu. Thôi, để em ở đây được rồi. Em tự vô được mà. Với lại đường xóm nhà em á, vừa khó đi, lại vừa dơ nữa. Ừ thì cũng được. Anh. Hả? Anh nhắm mắt lại đi.
Em có quà muốn tặng anh. Quà gì mà phải nhắm mắt lại? Thì nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt rồi nè. Quà của anh đó. Chỉ vậy thôi hả? Anh thích không? Đương nhiên là anh thích rồi. Thôi anh về cẩn thận nha. Em vô nha. Đây đúng là món quà đặc biệt mà em dành cho anh đó. Em ngủ ngon nha. Bye bye em. Con Lan nó còn cần nhiều thứ lắm. Mình phải tiết kiệm để lo cho con. Vô. Ê mày, tự nhiên hôm nay có tao với mày nhậu chán dữ vậy? Tụi nó đâu hết trơn rồi. Thằng Nam á, nó phê thuốc hồi chiều. Hồi nãy á, tao ghé nhà nó, hình như nó bị sốc coi mày ơi. Tao kêu hoài nó không dậy. Vậy còn Long đâu? Thằng Long đi chơi với bồ nó rồi. Không biết giờ này nó về chưa nữa. Ê, gọi liền đi, gọi liền coi. Có nó nhậu mạnh miệng hơn. Gọi đi. Ôi, gọi đi gọi. Alo, tao nghe nè, có chuyện gì không? Tới quán tụi mình hay ngồi nhậu đi. Tao với thằng Quý đang ở đây nè. Mà có chuyện gì không? Tới quán đi nhậu hả? Buồn quá mày ơi. Qua đây đi, nhanh nha. Ok, đợi xíu, tao chạy qua liền. Nó nói sao, qua không? Mày nghĩ sao nó không qua vậy? Qua liền giờ đó. Con có đại gia có khác mà. Kêu thêm mồi đi, vô. Vô. Má. Ủa, ở đâu mà con có nhiều nữ trang với lại nhiều quần áo đẹp quá vậy nè? Của người yêu con tặng đó má. Má thấy đẹp không? Trời ơi, sao con nhận của người ta nhiều đồ quý giá dữ vậy? Thì người yêu con tặng thì con phải nhận chứ má. Với lại những thứ này á, có khi cả đời con cũng không mua được đâu má. Má thích đeo không? Má lấy đeo đi. Trời ơi, thôi đi. Má làm lao công mà, đeo mấy thứ này làm gì chứ. Nhưng mà con phải lo học chứ. Sao bữa nào cũng đi chơi về khuya hết vậy? Con còn trẻ, việc học tập là quan trọng nhất mà. Má, có gì đâu. Thì con vẫn học tốt đó thôi. Con là học sinh xuất sắc của trường mà má. À, sáng nay con còn được phóng viên phỏng vấn nữa đó. Má biết, nhưng con là con gái, làm gì cũng phải cẩn thận một chút chứ. Đi về khuya như vậy hoài, rủi có gì xảy ra thì sao? Má, con cũng lớn rồi mà. Với lại, người yêu con cũng đưa đón tận nhà mà má lo gì. Người yêu con chắc gì đã tốt. Cho con nhiều quần áo nữ trang vậy, đâu có nghĩa là người tốt đâu con. Người yêu con thì con biết mà. Thôi, chuyện của con cứ để con lo. Bây giờ con đi ngủ trước nha má. Má ngủ ngon nha. Đi ngủ đi, mai còn đi học. Dạ. Bà chủ.
Ông và thằng Long về rồi hả? Dạ, cậu Long và ông chủ chưa có về. Ngày nào bà cũng chờ như vậy hết. Sẽ bệnh đó bà ơi. Tôi không sao đâu. Thôi chị đi nghỉ trước đi. Như nãy giờ anh em mình thỏa thuận, nếu các anh chịu ký hoàn công, đổi lại các anh sẽ được thưởng mỗi người 500 triệu. Chỉ 6 tiếng làm ăn uy tín thôi, cho nên anh em mình mới làm ăn lâu dài. Có tiền là có uy tín, uy tín sẽ tạo ra tiền. Nhớ. Vô. 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 Em, kêu dạ. Mấy em vô phục vụ bạn anh đi. Dạ, ok anh. Ở đây á, mấy em phục vụ rất là tốt. Các anh cứ thoải mái nha. Vô đi mấy cưng. Tự nhiên đi. Mấy cưng nhớ phục vụ cho mấy anh tốt nha hôn. Dạ. Dễ thương quá. Anh yêu nha. Hết buổi nha. Nhớ anh quá à. Dạ. Ăn miếng gà nha. Anh gấp cho anh nha. Rồi, ngoan lắm. Uống với anh. Ăn đi mày, cười gì hoài vậy? Ăn đi, ăn đi. Vô, vô, vô. Có gì đâu. Mày khùng quá mày. Nhậu húng nhậu ngồi cười hoài vậy? Hôm nay mày bị sao tao ơi? Không có gì hết đó. Trời ơi, cứ ăn uống thoải mái đi. Tụi mày muốn ăn gì nữa không? Gọi thêm đi. Hôm nay tao mời. Yên tâm đi, tao mời. Nè, vô. Yeah. Tao nói rồi, rủ Long đi là được mà. Thank you.
ra ngoài đi. Con này không phải hàng chùa mà muốn gì cũng được. Ba lành đã cấm anh không được về đây. Đồ phản bội. Em nghe anh nói nè, anh không hề phản bội. Anh không chỉ công an bắt hùng sổi. Anh bị công an gài, bọn chúng gài nội gián để nội bộ mình lũng củng. Chúng muốn chia rẽ chúng ta. Là sao? Ai cũng nói là chính anh đã tố cáo công an bắt hùng sói khi đang mua heroin để giành ghế đại ca đó. Anh bị oan. Em phải tin anh. Hương à, em phải tin anh. Anh không biết nó là nội gián, nhưng bây giờ anh đã tìm ra bằng chứng để chứng minh anh trong sạch. Vì sao anh không nói chuyện này với anh Ba Lành? Ba Lành không tin anh. Con sai người cắt đứt mấy ngón tay của anh để cảnh cáo, thì làm sao anh dám lộ diện? Nghe bọn nó nói, bây giờ muốn gặp anh Ba Lành thì phải thông qua em và Hùng Sói. Vì bằng chứng đâu? Khi gặp anh Ba Lành anh sẽ đưa ra. Chứ nếu lỡ bị bọn cớm phát hiện, chúng sẽ không tha cho anh và em đâu. Anh có bằng chứng thật chứ? Ừ.
anh đang để bằng chứng ở một nơi rất an toàn. Sáng mai em cố gắng giúp anh để gặp anh ba lần. Em tưởng anh phản bội nên không muốn liên lạc. Xin lỗi anh nha. Anh biết mà cưng. Anh biết em cũng sợ bị liên lụy đúng không? Thằng hồi nãy là bộ mới của em hả? Mày vô đây. Anh Hải. Nãy giờ đứng ngoài cửa, mày nghe hết rồi phải không? Anh, tha cho nó đi anh. Nó biết hết bí mật của chúng ta rồi, làm sao anh tha cho nó được? Em đâu nghe thấy gì đâu anh. Tha cho em đi anh. Tha cho mày hả? Bộ mày tưởng tao là thằng cục đích hay là đàn bà mà dễ tin lời mày vậy hả? Anh Hải. Buông ra. Anh thả cho nó đi mà. Đi đi. Thôi, thả cho nó đi anh. Anh, thả cho nó đi, cũng như là tha cho em nha. Bà chủ ơi, bà chủ. Hả? Ông chủ về rồi kìa. Ta không sai. Ta không bao giờ sai. Không bao giờ sai. Uống rượu phải có đàn bà. Nó sai là nhà, là bà nhà la đó. Uống cái gì mà say quá vậy không biết nữa à? Đưa đây. Sai đâu. Coi chừng té nè. Cẩn thận nha. Bước cẩn thận nè. Đó. Rồi quẹo trái nè. Sao mà đi lên. Ôi dạ. Thôi ráng lên đi. Tới rồi đây nè. Hả? Chết rồi. Quên mất. Alo. Alo, Trúc hả? Anh nè. Nghe nè, người ta gọi từ hôm qua tới giờ, anh mới gọi lại. Hôm qua đi với em nào mà không bắt máy vậy? Không phải, thôi anh xin lỗi mà. Hôm qua tại anh bận nhiều công chuyện quá, cho nên không có gọi điện được.
Em đừng có giận anh nha. Thôi đi, ai mà biết anh bận chuyện gì. Thôi mà, chiều nay anh chở em đi chơi, coi như là cho anh chuộc lỗi nha. Thôi được rồi, coi như là em bỏ qua đó. Vậy thì chiều nay nhớ đón em nha, không có được quên nữa đó. Ok, vậy mới là công chúa của anh chứ. Chiều nay anh sẽ cho em thật là nhiều bất ngờ. Thôi, bye em nha, hẹn em chiều nay nha. Bye bye anh. May quá, khỏe rồi. Gì nữa vậy? Vô đi. Cậu Long, xuống ăn sáng. Được rồi, chị Tư xuống đi, em xuống liền. Mẹ ơi, con dậy rồi nè mẹ. Ê, đói quá. Có ngay đây. Dạ, con cảm ơn mẹ. Con á, đừng có chơi khuya quá nghe không? Sắp thi đại học rồi đó. Thi đại học thôi mà mẹ. Con trai của mẹ là học giỏi nhất trường. Giỏi hả con? Dạ, con học cái gì cũng giỏi hết trơn á. Nhưng mà con giỏi nhất á là xin tiền của mẹ. Mẹ ơi, hôm nay á, mẹ cho con tiền nhiều một chút nha. Con á, lúc nào cũng tiền, như vậy là hư nghe không? Nhưng mà mẹ ơi, con mà không có tiền trong người á, thì người ta không có gọi con là đàn ông đâu. Ngon quá. Mẹ ơi. Mẹ. Cho mẹ không ăn đi. Mẹ ăn đi. Dạ. Nhà mình nhiều tiền mà mẹ, sao mà không xài được chứ. Cứ xài thoải mái. Trúc à, em nhắm mắt lại đi. Anh có một món quà rất bất ngờ muốn dành cho em. Nhắm mắt lại, nhắm mắt lại. Em ngồi xuống đi. Mở mắt ra. Happy birthday em. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Woo! Chúc mừng sinh nhật của em. Bây giờ em đứng lên, em cầu nguyện, xong rồi em thổi nến đi. Anh làm cho em bất ngờ quá à. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Chỉ cần em vui thôi, anh có thể làm được tất cả mọi thứ. Thật sự là anh làm cho em rất là xúc động. Sao anh nhớ sinh nhật của em hay vậy? Sinh nhật của em thì làm sao mà anh không nhớ được kia chứ. Em ngồi xuống đi, anh còn có chuyện muốn nói với em. Em đồng ý làm bạn gái của anh nha. Anh hứa là sẽ yêu thương và chăm sóc cho em. Em hãy tin anh đi nha. Anh sẽ yêu em đến suốt cuộc đời này.